mấy cái chép này không còn làm nữa hả? Dạ. Dạ chép gắn thùng mà chỉ có mấy cái đó thôi. Ủa, chú thấy đang bán mấy cái gì đó? Chú xem chè tốt xuống hả? Ờ. Dạ. Đang bán cái gì chú? Chú chịu nấu. Ủa mấy cái này là sao nó bị hư rồi? Mấy cái đó là đồ cũ là nó hư rồi. Chú xem trên chợ tốt cặp nào để con lấy luôn chỗ lẻ. Trời ơi, đăng nhiều lắm, đăng nhiều lắm. Dạ. Bán quá trời gì chép gì vậy? Có đây con chuyên nhìn dép xe hơi chú chơi không? Chuyên ơi, giới thiệu chú cặp 150 kia.